Xin chào các bác nhá. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nào. Hôm nay em mời có món ngon, rượu ngon, mồi ngon. Em mời tất cả các bác ăn ruốc, uống rượu Ba Kích Thức Hoài đặc sản Quảng Ninh với em nhá. Bữa cơm thân mật của gia đình em đây. Đấy, rất đơn giản, chỉ thế này thôi. Đấy, mỗi bữa em uống từng đây rượu Ba Kích, rượu Ba Kích Thức Hoài đặc sản Quảng Ninh. Tăng cường sinh lực, hỗ trợ cho tất cả các anh yếu sinh lý. Anh nào mà yếu sinh lý thì muốn hết cái bệnh này thì phải để lại số điện thoại bên dưới, em sẽ gọi là tư vấn cho trực tiếp nha, để cho nó tăng cường cái sinh lực nha. Rượu ngon đấy, rượu Ba Kích Thức Hoài đây đấy, thương hiệu rõ ràng nha, sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch đàng hoàng nha. Đấy, rượu rất là ngon các bác nha. Có anh chị nào mà muốn sử dụng rượu này thì cứ để lại số điện thoại hoặc gọi cho em số điện thoại trên góc phải của video này nha. Rồi, em chúc tất cả các anh chị một buổi thật là vui vẻ ăn cơm cùng em nha. Rồi, xin chào.